quang mới thay lông xong, bắt đầu sớm có lửa nhá. Lông lá xong đặt ống mượt rồi, bắt đầu sớm có lửa rồi. Nếu mà để mà nó đấu căng mà chơi tốt thì chắc có thể tầm khoảng 2 tháng nữa. Hôm nay Quang đang quay cái clip vào hôm nay là ngày 1 tháng 12 dương lịch. Qua cái đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc thì nó mới căng hẳn lửa lên được. Đây là Quang đang quay clip ở trên tầng thượng này Quang nhé. Rồi, nào nó căng lửa hẳn lên, Quang sẽ quay clip cho anh em nhé.